viết về khám phá mới về gạo lứt ở trên Internet ha. Một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản đã tìm thấy gạo lứt ngâm lâu 22 tiếng đồng hồ chứa rất nhiều chất bổ dưỡng vì gạo lứt ở trạng thái nảy mầm. Thì các enzyme ngủ trong hạt gạo được kích thích hoạt động và cung cấp tối đa chất dinh dưỡng. Gạo lứt nó có nhiều complex carbohydrate, có chất fiber, chất dầu, vitamin và chất khoáng. Các chất dầu ở trong gạo lứt nó nằm ở trong cái phần vỏ của gạo lứt thì nó giúp cho mình giảm cholesterol trong máu. Còn chất xơ là mình ăn cũng tốt, là chất vitamin, chất khoáng. Những cái chất này đó khi mà mình ngâm lâu thì nó mới ra. Còn mình nấu gạo lứt mà mình đang khô vậy đó, mình bỏ vô nước mình nấu thì nó không có tốt bằng. Thành ra mình phải ngâm 22 tiếng. Không biết tại sao người ta nói 22 tiếng mà không phải là 24 tiếng, nhưng mà thật ra con nghĩ là 24 tiếng cũng ok. Mình ngâm mình nước thường hay là nước thường? Ngâm nước thường thôi. Mình xả sạch rồi mình ngâm. Sau đây Vân với lại Quyên sẽ chỉ chia sẻ với các bác mà cái công thức nấu cơm gạo lứt. Vân có trong đây là 2 cup gạo lứt á, cái gạo hạt medium nè. Vân ngâm lên rồi. Vân sẽ nói với cái phần cái tại sao mình ngâm nhé. Với lại thì mình nói vật liệu trước là 2 cup gạo lứt với lại 1/4 cup nếp than. Em cũng thấy mình có cái gạo đen đó chị, thì khi mình xong mình sẽ cho cái nếp than luôn chị. Nếp than thì ăn nó dẻo, nó làm cho cái gạo nó dẻo lên. Mà cái màu đen nghe nói là cái màu gì, màu sắc rực rỡ trong thức ăn đó thì nó tốt cho sức khỏe của mình. Đen mình ăn ok. Thì mình cần 2 cup gạo lứt, 1/4 cup nếp than và 2 cup rưỡi nước. Mình có cần phải vo trước hay sao chị ha? Cái gạo này ha, thì đầu tiên á, Vân hay dùng cái này để Vân xả, bỏ cái gạo vô đây, xả ở dưới cái nước mà nó đang chảy đó, em cho cá bụi rồi nó trôi ra hết, xong rồi Vân để vô trong cái tô này, Vân ngâm 22 tiếng đồng hồ. 22 tiếng đồng hồ. 22 tiếng đồng hồ. Đây là cái tô gạo lứt mà Vân đã ngâm 24 tiếng rồi. Bây giờ nhà Quyên đổ vô trong nồi. Mà trước đây mọi là mình ngâm hết rồi, cái nước đó nó có cái chất bổ của cái gạo lứt nó có ra trong nước không? Vân nghĩ là chất bổ nó không ra, tại vì á cái gạo lứt á nó được coat bằng một cái lớp cám ở xung quanh á, thành ra những cái chất bổ nó vẫn còn nằm trong đây, nằm trong đó là thành ra nó mới nảy mầm được á. Còn cái nước mình ngâm thì mình lại đổ mình đổ đi thôi, mình đổ đi. Rồi, Vân bỏ vô trong nồi vừa ha. Rồi sau đó mình đổ nếp than. Nếp than này là Vân đã ngâm nước ấm ấm hồi nãy chút xíu, không có ngâm lâu như gạo lứt. Bỏ vô nồi. Rồi Vân nói lại là 2 cup gạo nếp đã ngâm rồi ha. Cộng với 1/4 gạo nếp than. Mình sẽ nấu với 2 cup rưỡi nước lạnh. Nếu các bác không thích ăn có nếp than mình nấu nếp, cái gạo lứt không cũng được. Cái này là có để cho nó dẻo lên trên. Dẻo thêm. Rồi. Ôi da, cái màu hai cái màu mua đẹp quá nè. Một lát nữa đó, cái gạo nó ra nó có cái màu giống như là xôi nếp than vậy đó. Mình trộn đều lên. Rồi, cho nước vô ha, 2 cái rưỡi nữa mình ra. Rồi. Bây giờ cái cách nấu đó là Quyên là mình sẽ để nó lại, mình cắm điện vô. Cắm điện vô ha. Rồi cái Vân bật on. Cắm điện vô bên này. Mình bật on. Thì cách nấu là mình cắm điện vô. Mình turn on cho khoảng 10 phút. Rồi sau đó là mình dựng điện ra. Ủa sao vậy chị? Dựng điện ra. Tại vì cái khi mà 10 phút á là đủ cái nước nó sôi bùng lên rồi. Nó sôi bùng lên. Thì cái mục đích mình dựng điện ra là mình không muốn cho cái nồi mình nó dơ. Tại vì khi mà sôi lâu quá đó, nó lên cái nắp, nó sôi bùng lên nắp, nó trào ra ngoài, nó không kìm nữa. Dơ cái nắp mình. Cách thứ hai nữa đó là tiết kiệm năng lượng. Mình không cần nó nấu lâu quá. Mình dựng điện ra thì cái nóng của trong cái nồi á nó sẽ tiếp tục nó ninh cái gạo. Thì mình dựng điện ra khoảng 30 phút rồi mình lúc đó mà lên Quyên dở cái nồi ra, sau 30 phút dở nồi ra ha.
Linh sẽ Quỳnh sẽ thấy nó cái nước nó áp giọt hết rồi. Oh, ừ, nó thấm như trong gạo hết. Cái lúc đó mình, nhưng mà ở dưới đáy nó sẽ còn một chút xíu nước. Thì lúc đó mình cắm điện trở lại, mình bật on, mình bật, nhớ là bật on chứ không phải cắm lại. Nếu mình cắm lại là giống như cái gạo này nó tưởng là, cái nồi này nó tưởng là gạo đã gần xong rồi, nó qua cái nút warm thôi. Mình phải bật on cái khoảng 5-7 phút. Cái mình giật điện ra, nhớ giật điện ra. Rồi cái để luôn trong nồi. Thì cái nóng ở trong nồi đó, tiếp tục nó nấu nữa. Tiếp tục nó nấu, nó ráo cái gạo lại. Mà tổng cộng như vậy là 30 phút thì mình nấu nó được chín kìa ha. Là khoảng 40-45 phút. À vâng. Là mình không có tính thì cái lúc mà mình rút điện. Nhưng mà không nguyên thời gian đó. À vâng. Thời gian khoảng 40-45 phút. Rồi bây giờ mình nấu rồi ha. Cái mình bây giờ làm kế tiếp là mình làm cái muối mè. Muối mè thì Vân có mè. Mè này là mè roasted sesame mua ở chợ, nó chín xong rồi. Nó chín rồi mình không cần rang nữa. Thì cái mè này nó cũng có một cái lớp cám bên ngoài mình giữ được lâu lắm. Rồi cái mục đích mà Quỳnh biết làm sao mình cà mè ra không? Không để nguyên vậy luôn. Vâng, sao vậy chị hả? Em muốn cho nó thơm. Nó thơm lắm, cà nó ngát là nó mới thơm. Ha, mình cà mè ra, bây giờ Quỳnh cà mình Vân ha. Để cái khối rồi đây. Em mình cà cái này trước. À, cà cái lớp sao cũng được, cà cái này trước. Cà sơ sơ rồi mình đổ ra đây. Rồi kế tiếp á mình sẽ cà cái nguyên cà đi, cà cho nó nát nát. Rồi kế tiếp mình sẽ cà cái này là bột nêm. Thay vì dùng muối đó, quý vị dùng muối thì nó ăn nó mặn lắm, tại muối nó hay đậu ngay chỗ ăn lên ngay cục muối rồi đó. Còn cái bột nêm á mình nó hơi mặn mặn thôi. Nó hơi mặn mặn thôi. Mà mình sẽ cần phải cà nát, tại vì nếu không cái bột nêm á nó có những cái grain á bự lắm, nếu mà mình không cà ra mình ăn ngay chỗ nào mà nguyên nó cục bột nêm ở chỗ đó không có tốt nhiều quá là mình cà nát ha. Bột nêm đâu chị ha, bột nấm đó. Yeah. Rồi được rồi đó, rồi Linh bà Quỳnh đổ nó ra ngoài này rồi đó, nó dễ mùi hơn rồi thấy ha. Rồi nha. Rồi cái tiếp là cà này ha. Rồi còn cái đậu phộng á, cái đậu phộng này Quỳnh đập cà đập bằng cái này á, nó băng tứ tung ha, bỏ vô bọt hay không. Rồi mình đã nghiền mè rồi, bột nêm nè ha, với đậu phộng. Bây giờ mình trộn chung vô, Quỳnh trộn chung vô đi. Vâng. À trong khi đó chị thấy cái nồi cơm mình nó sôi nè Quỳnh. Vâng. Hồi nãy mình nấu khoảng 10 mấy phút ha, thì nó sôi, bắt đầu sôi là mình tắt lửa nè. Quỳnh dập điện nồi cơm nè. Đó. Mình để ý giờ nha, để không nửa tiếng sau mình chấm điện lại. Mình trộn ba thứ vào với nhau chị ha. Đúng rồi, mix đều lên.